Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Mister. Em biết đấy, Lão Phong Tử hay là Lão Điên là nhân vật phụ có vai trò trọng yếu trong tác phẩm Già Thiên, Đốt Giả Thần Đông, là thiên tài tuyệt thế của Thiên Cương Thánh Địa 6.000 năm trước, là Thiên Cương Thánh Địa cử phái tiến công Hoang Cổ Cấm Địa, toàn bộ bị diệt, thánh nữ trở thành hoang lô. Chỉ có dư lại Lão Điên cùng với mấy người chạy trốn, từ đó về sau tinh thần thất thường. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một số thông tin về Lão Phong Tử trong Già Thiên này nhé. Trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đầu tiên là một số thông tin cơ bản. Tên đầy đủ là Lão Phong Tử, bí danh khác là Lão Điên, Lão Điên Đại Ca. Về tuổi thì không rõ, giới tính là nam, tu vi là Đỉnh Phong Đạo Tổ. Ngày sinh thì là sau thời đại Hoang Cổ Hậu Kỳ. Ngày mất, lúc tọa hóa là khi Diệp Phàm hơn 2.900 tuổi. Tốt nghiệp viện giáo là Thiên Toàn Thánh Địa. Lơi sinh thì là bắt đầu tinh vực, Đông Hoang. Đồ đệ thì là Diệp Thiên Đế. Tu tập bí thuật là Lục Đạo Luân Hồi Quyển. Hành tự bí, giai tự bí. Về trạng thái, bởi vì môn phái bị diệt mà tinh thần thất thường, đã khôi phục thần trí. Về tính cách, mặc dù điên nhưng có thể vị tha cống hiến, có đại nghĩa. Về tướng mạo nhân dạng của Lão Phong Tử, nhân vật chính Diệp Phàm lần đầu tiên gặp nhau là một ông già điên khùng. Sau đó ở Thiên Tuyển Cổ Địa, gặp mặt là biến thành một lão trung liên, tóc dài. Sau đó lại ở Tử Vi Cổ Tinh Vực kinh hiện Lão Điên. Và lại trên người Lão Điên lại xuất hiện biến cố, biến thành một thiếu liên 16-17 tuổi. Cũng ở ngoại vực đánh chết hơn 10 vị Thái Cổ Tổ Vương trên một chiếc chiến thuyền cổ. Về kinh lịch nhân sinh của Lão Phong Tử, từng bị Diệp Phàm trộm học Thiên Chương Bộ Pháp. Sau đó, ở trong cấm địa hoang cổ đưa Diệp Phàm ra ngoài, lại xuất hiện ở Thái Huyền Phái Ngụy Quốc bởi vì vượt qua hư không thất bại mà hôn mê. Sau khi hôn mê ly kỳ mất tích, sau đó lại ở Thiên Lộng Thánh Địa Tân Sinh, là ân sư trên danh nghĩa của Diệp Phàm. Sau khi Tân Sinh cùng với Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Lý Hắc Thủy, Tiểu Liếp Lũy cùng nhau tiến vào Thánh Nhai, đạt được bí mật hành tự không thiếu. Sau khi cùng Diệp Phàm gặp nhau ở Tử Vi Tinh Vực, được Thái Âm Cổ Hoàng truyền thừa. Sau khi truyền thụ Diệp Phàm Lục Đạo Luân Hồi Quyển, đại chiến với ba vị đại thánh, hơn 10 vị tổ vương trong cổ thuyền, tiêu diệt cổ tộc trong cổ thuyền, sinh tử không biết. Sau đó xuất hiện ở nhân tộc thứ 10 thành, đột phá đến đại thánh đỉnh phong thực lực. Lúc Hắc Ám Lão Động lại hiện thân, hiệu mang ác nhân đại đế muốn xuất ra một phần lực. Hậu Lão Điên thành đạo, chiến lực có thể so sánh với Chí Tôn Cấm Khu. Diệp Phàm hơn 2.900 tuổi, Lão Điên sinh mệnh đi đến đích, không muốn tự phong, muốn chết trên con đường đế quốc, cùng nhân ma rời đi trong động Thượng Thương Cổ. Sống lại trong thánh khư trong trận chiến cuối cùng cùng với tộc quần quỷ dị cùng địch câu phần. Ok, trên đây là một số thông tin về Lão Phong Tử, Lão Điên trong Già Thiên mà mình biết. Anh em thấy mình nó thiếu điểm gì hay còn thắc mắc ở điểm nào thì hãy để lại xuống phần bình luận cho mình. Clip mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.